Việc một sinh viên năm thứ hai trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh vừa bị nhà trường đình chỉ học một năm vì mang giáo trình photo vào trường đang thu hút sự quan tâm của dư luận. Sở dĩ sự việc này gây chú ý vì đây là lần đầu tiên một sinh viên phải chịu một hình thức kỷ luật nặng vì photo giáo trình. Vấn đề đặt ra là việc xử lý của nhà trường dựa trên quy định nào và có đúng hay không? Chúng ta hãy cùng theo dõi một số góc nhìn và ý kiến. Thưa quý vị, trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh đã đưa ra những cái quy định là những cuốn giáo trình như thế này thì sinh viên có thể mua mà không thể photo để sử dụng cho mục đích học tập. Và một sinh viên đầu tiên của trường đã bị cái hình thức kỷ luật là đình chỉ học tập trong một năm. Em Trần Quỳnh Như, người được sinh viên vừa bị kỷ luật đề nghị tặng cho một tập giáo trình gồm 8 cuốn photo để học. Tuy nhiên, do đã biết trường có quy định cấm sử dụng tài liệu photo trong trường nên em từ chối. Em cũng không ngờ khi em chưa kịp nhận sách thì chị sinh viên này đã bị bảo vệ phát hiện và nhà trường xử lý kỷ luật. Là em có hỏi chị là sử dụng có sao không chị, thì chị nói là học sinh trường mình thì cũng có những người sử dụng mà sử dụng ở nhà, thì em nói là để chị cho em thì em sẽ sử dụng ở nhà chứ em không mang vô trường. Ban giám hiệu trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh cho biết lâu nay nhiều người vẫn hành xử theo thói quen cũ, vi phạm bản quyền sách giáo trình tràn lan. Theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ, việc photo giáo trình làm ảnh hưởng đến khai thác tác phẩm này của nhà trường nên phải xử lý sinh viên này. Chúng tôi không khuyến khích và không thể chấp nhận các cái hành vi vi phạm pháp luật. Mỗi sinh viên chỉ cần photo một bản tài liệu học tập, đúng không? Thì như vậy chúng ta sẽ có 15.000 cái đầu sách tài liệu học tập mà được sao chép, và như vậy thì điều đấy chắc chắn là đã ảnh hưởng đến cái việc khai thác bình thường và ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu. Theo luật sư Nguyễn Văn Hậu, hành vi photo giáo trình của em sinh viên với số lượng 8 cuốn là vi phạm điều 25 Luật Sở hữu trí tuệ. Và theo điều 85 Luật Giáo dục thì trường được ban hành quy chế áp dụng hình thức xử phạt đối với sinh viên. Do vậy, việc xử lý kỷ luật của nhà trường Đại học Luật là đúng pháp luật. Nếu những cái sinh viên này photo để mà sử dụng vào cái mục đích học tập rồi tặng cho dù là một là số lượng một bản thôi, mà không có sự đồng ý của tác giả đó, thì chúng tôi thấy rằng đó là vi phạm cái pháp luật về sở hữu trí tuệ. Mặc dù khẳng định việc làm của trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh là đúng các quy định của pháp luật, nhưng luật sư Nguyễn Văn Hậu cũng cho rằng mặc dù vi phạm nhưng việc đình chỉ học một năm là quá nặng, nhất là với sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.